Chào các em. Các em làm đề này nhé. Các em làm câu 46. XY lớn hơn 3. Min. Mẫu dương rồi. Mẫu dương rồi thì các em cần điều kiện cho tử dương nhé. Đấy, tử dương. Thì đây phá ngoặc ra có xy trừ 2 này. Trừ 2 với cả rút 1 ở tử này ra chuyển sang là thành trừ 3 này giống ở mẫu này. Thế còn trừ 2x với cả đấy, trừ 2x với cả cộng y chuyển sang bên này là thành 2x trừ y. Đấy, thế thì cái loga này tách ra thành hiệu hay loga? Loga xy trừ 3 chuyển sang vế phải. Thế thì lúc đó các em sẽ có hàm đặc trưng của hai vế nó giống nhau, đúng không? Đấy. Rồi điều kiện cho tử là 2x trừ y là lớn hơn 0 này. Đấy thì đấy, lúc này sẽ có phương trình đấy, sẽ tương đương loga cơ số 2 của 2x trừ y đấy, chuyển 2x cộng y trừ 2x cộng y bên vế phải chuyển sang sẽ thành cộng 2x trừ y đúng không? Đấy, cộng 2x trừ y. Đấy, đấy bằng. Đấy. Đấy, loga xy trừ 3 chuyển sang vế phải. Đấy, bằng loga cơ số 2 của xy trừ 3. Bằng trừ 3. Đấy, xy trừ 3 được chưa? Cộng xy trừ 3. Đấy, đã có hàm đặc trưng hai vế giống nhau đúng không? Đấy. Đấy, có chung hàm đặc trưng. Đấy, giờ cách sẽ xét hàm đặc trưng. Đấy, sẽ xét FV bằng loga cơ số 2 của V. Đấy, cộng V. Đấy. V lớn 0. Đấy, F phẩy đấy, sẽ bằng 1 trên đấy, trên V len 2. Đấy, cộng 1 lớn 0. Đấy, cho nên sẽ suy ra. Đấy, V1 bằng V2 đúng không? Đấy, 2x trừ y sẽ bằng đấy, xy trừ 3. Cái này đấy, sẽ suy ra. X cộng 1. Đấy, tại vì là x dương. X dương cho nên là x cộng 1 dương đúng không? Đấy. Cho nên các em chuyển y sang đây, chuyển 3 sang bên này. Đấy, nhóm lại thì sẽ rút ra y nhân x cộng 1, đúng nhỉ? Đấy, y nhân x cộng 1. Đấy, chia cả hai vế cho x cộng 1 nhá. Đấy. Đấy, nên sẽ rút ra y sẽ bằng đấy, 2x cộng 3 chia cho x cộng 1. Thì cái này tách hai ra nhóm vào thành 2 nhân x cộng 1 này. Đấy, thì sẽ được y bằng 2 này. Còn 1 nữa đúng không? Đấy, cộng 1 trên đấy, x cộng 1. Cho nên lúc này sẽ suy ra P. Đấy. Đấy, P sẽ bằng x x cộng
9y đúng không? 9 là thành cộng 18. Đấy, cộng 9 trên x cộng 1. 9. Ừ. Đấy, thì sẽ bằng x cộng 1 cộng 9 trên x cộng 1 và cộng 17. Thế là giờ kem có hai số này là hai số dương đúng không? Cosi, yeah, cosi. Đấy, cosi cho hai số này. Thì sẽ có P lớn hơn hoặc bằng 2 căn 9. Đấy, 2 căn 9 cộng 17. Ừ. Thì bằng 23 đúng không? Ừ. Dấu bằng xảy ra khi x cộng 1. Ừ. Đấy, x cộng 1 bằng 3 đấy nhỉ. Đấy, x cộng 1 bằng 9 chứ x cộng 1. Ừ. Đấy, bằng cộng trừ 3 nhưng mà loại trừ 3 đi, được chưa? Loại trừ 3 chỉ lấy dương 3 nhỉ. Đấy. Tại vì x nó dương. Đấy, đấy tương đương đấy, x bằng đấy, bằng 2. Đấy, đấy là min. Min P bằng 23. Đấy. 23, 23 thế đi, C, yeah. Đấy, 23 này chính là C, C. Kem chuyển. Bất phương trình có nghiệm. Cái này các em cứ chuyển nhóm nhóm hai cái có mở lại nhá. Nhóm hai cái có mở lại. Đấy, nó sẽ ra ra 3x cộng 3 3 phần x này. Đấy. Thế thì cái đấy các em có thể đặt làm ẩn phụ được nhỉ. Đấy, đổi biến đi đúng không? Đổi biến đi. Ừ. Đấy, sẽ có đấy, sẽ có bất phương trình sẽ tương đương này. Ừ. M nhân với cả 3 mũ x đấy, cộng 3 trên 3 mũ x đấy, sẽ lớn hơn hoặc bằng đấy, 27. 27 mũ x. Đấy, cộng 27 trên đấy, 27 mũ x. Ừ. Đấy, thế thì có thể đặt cái ngoặc tròn này bằng biến mới nhé. Yeah. Đặt biến mới đi. Đấy, xong là cái này lập phương lên nó sẽ ra cái này, được chưa nhỉ? Đấy. Đấy, đặt đấy, v bằng đấy, 3 mũ x cộng 3 trên đấy, 3 mũ x. Ừ. Đấy, thì lập 3 đấy, lập phương đấy, v lập thì đấy, thì sẽ được 27 mũ x này. Ừ. 27 mũ x cộng 27 trên đấy, 27 mũ x cộng với ừ.
Đấy, 3 lần tích của bình phương cái này đúng không? Bình phương đấy, xong là nhân với cái này. Thì được 9 đúng không nhỉ? 9 nhân 3 mũ x đúng không? Đấy, 9 nhân 3 mũ x. Thì cái này sau cũng có 9 này, đặt 9 nhân mở ngoặc nhá. Đấy. Cộng 9. 9 nhân 3 mũ x này. Đấy, 3 lần 3 nhân 3 mũ x nhân với bình phương cái này. Đấy là nhân với 9. 9 phần 3 mũ 2x đúng không? Thì triệt tiêu bớt một cái này đi thì còn 9 trên 3 mũ x. Đấy, 9 trên 3 mũ x rút bớt 3 ra ngoài rồi thì còn 3 trên 3 mũ x thì chưa nhỉ? Đấy. Cộng 3 trên 3 mũ x. Đấy. Thế thì đây lại là V đúng không? Đấy, đây lại là 9V được chưa? Đấy, 9V. Đấy, thế thì cái đấy, bất phương trình sẽ tương đương đúng không? Cái này đấy, đánh số đây là 1 đi. Đấy thì 1 sẽ tương đương. Đấy, một sẽ tương đương MV đúng không nhỉ? MV. Đấy, cái này thì bằng V mũ 3 trừ 9V đúng không? Đấy, lớn bằng V mũ 3 trừ trừ 9V. Đấy, cho nên là sẽ suy ra M sẽ lớn hơn. Lớn hơn hoặc bằng V bình trừ 9. Tại vì là V là dương đúng không nhỉ? Đấy, V là dương. Đấy, V bằng cái này. Đấy. Thế thì cosi cho cái này sẽ ra min của V đúng không? Đấy. Đấy, lại có V lớn hơn hoặc bằng 2 căn 3 đúng không nhỉ? Đấy, 2 căn 3. Đấy, dấu bằng. Đấy, dấu bằng xảy ra khi 3 mũ 2x bằng 3 đúng không? Đấy, 3 mũ 2x bằng 3. Đấy, tương đương. Đấy, x sẽ bằng cái 1 phần 2. Đấy, x bằng 1 phần 2. Đấy, cho nên là đấy, sẽ rút ra m min đấy chứ nhỉ? Đấy, suy ra m. Đấy, suy ra m. Đấy, m sẽ luôn lớn hơn hoặc bằng đấy, cái này bình phương nên là 12 trừ 9 được 3 đúng không? Đấy, 12 trừ 9. Đấy, sẽ bằng 3. 3. 3 đến 2019 đúng không? Đấy, suy ra 3 bé hơn bằng m, bé hơn bằng 2019. Thế thì loại 1 và 2 đi thì còn là 2017. 2017 đúng không? 2017 giá trị nguyên của M. 2017 A đấy nhỉ. Đấy, thì suy ra A. A. Em chuyển.
cho bảng biến thiên của F. Đấy, đây là trừ 5 nhé. Đấy, trừ 5. Đấy, trừ 5. Đấy, đây là trừ 5. Thì các em đặt cái ngoặc tròn này bằng biến mới nhé. Đặt biến mới cho dễ dễ biện luận. Đấy, sẽ đặt đặt V bằng x bình trừ 2x trừ 1. Đấy, thế thì các em thấy đây nó là đấy, x trừ 1 trừ tất cả bình đúng không? Đấy, trừ 2. Cái này luôn lớn hơn hoặc bằng trừ 2. Đấy, cho nên là các em sẽ có bảng biến thiên. Đấy, bảng biến thiên của đấy, bảng biến thiên của V này. Đấy. Đấy, x từ âm vô cùng cho đến x này. Âm vô cùng này. Một là min này. Đấy, thế còn đây là dương vô cùng này. Đấy thì V này. Đấy. Thì đây là min đúng không? Đấy, dương vô cùng này. Đấy. Đấy, đây đều là dương vô cùng hết. Đấy, 1 thì là bằng trừ 2. Đấy, về đấy. Đấy, thế á. Đấy, thế bây giờ FV bằng 4 đúng không? Đấy, FV bằng 4. Đấy, FV bằng 4. Đấy, thì sẽ tương đương với đấy, FV bằng trừ 4 đấy, và FV bằng cộng 4 đúng không nhỉ? Đấy, trị tuyệt đối. Này thì FV bằng trừ 4. Trừ 4 thì sẽ có một nghiệm, hai nghiệm, ba nghiệm, bốn nghiệm đúng không? Đây là trừ 5. Trừ 5 lên 3. Đấy. Đấy, đường thẳng y bằng trừ 4 đấy nhỉ? Đấy, y bằng trừ 4, cắt đồ thị của hàm F là 4 lần đúng không? Đấy, 4 lần. Đấy, FV bằng trừ 4 này. Đấy, FV bằng trừ 4.
Đấy, sẽ tương đương với V sẽ bằng V sẽ bằng A sẽ nhỏ hơn trừ 2 đúng không? Đấy, nhỏ hơn trừ 2. Đấy, nhỏ hơn trừ 2 thì nhỏ hơn trừ 2 thì vô nghiệm đúng không nhỉ? Đấy, vô nghiệm. Đấy, vô nghiệm. Đấy, tiếp đến là V bằng B. Đấy, V bằng B sẽ thuộc khoảng từ trừ 2 đến 0. Ừ. Đấy, trừ 2 đến 0. Đấy, trừ 2 đến 0 thì có hai nghiệm đúng không? Đấy. Đấy, V bằng B thuộc trừ 2 đến 0 thì có hai nghiệm. Đấy, tiếp. Ừ, tiếp đến là V bằng C. Đấy, C sẽ thuộc khoảng từ 0 đến 2. Đấy, từ 0 đến 2. Ừ, từ 0 đến 2 thì đấy, cũng có hai nghiệm, được chưa nhỉ? Hai nghiệm. Mấy đường thẳng. Đấy, đường thẳng y bằng C. Y bằng C sẽ cắt đồ thị của hàm V này hai lần. Đấy, cho nên cũng có hai nghiệm. Ừ. Đấy, tiếp đến là đấy, V bằng D. Đấy, D sẽ lớn hơn 2, hiểu nhỉ? Đấy. Đấy, D sẽ lớn hơn 2. Ừ, lớn hơn 2. Đấy, thế thì đường thẳng Y bằng D cũng cắt đồ thị của hàm V hai lần, được chưa? Đấy, nên có hai nghiệm nhỉ? Hai nghiệm. Nên các em có hai nghiệm. Ừ. Đấy, thế là trường hợp này là có 6 nghiệm này. Ừ. Đấy, thế còn trường hợp FV bằng 4. Ừ. Đấy, FV bằng 4. Đấy, FV bằng 4. FV bằng 4 thì đây là 3 này, đây là 3. Đấy, cực đại này là 3. Đấy, y cực đại này 3 thì nhỏ hơn 4, đúng không? Đấy, nhỏ hơn 4 nhỉ. Đấy, cho nên là đường thẳng y bằng 4 không cắt hai nhánh này, không cắt mà chỉ cắt nhánh này với cả nhánh này thôi. Ừ. Được chưa? Đấy. Ừ. Đấy, thế thì đấy, sẽ tương đương với đấy. V. Đấy, V sẽ bằng SC. SC ở đây là sẽ nhỏ hơn trừ 2 đúng không? Đấy, nhỏ hơn trừ 2. Nhỏ hơn trừ 2. Nhỏ hơn trừ 2 thì vô nghiệm. Đấy, nhỉ? Đấy, đường thẳng V bằng SC nhỏ hơn trừ 2 thì ở dưới cực tiểu này đúng không? Đấy, dưới trừ 2. Thế trường hợp này là vô nghiệm. Đấy, thế đấy, nghiệm thứ hai là nghiệm V bằng T. Đây, cắt nhánh này là lớn hơn 2. Đấy, T lớn hơn 2. Thế thì đường thẳng Y bằng T cắt đồ thị hàm V hai lần đúng không? Đấy, cắt hai lần. Đấy, nên trường này sẽ có hai nghiệm. Đấy, thế thì tổng cộng ừ, tổng cộng sẽ là 4 nhân 2 bằng 8 đúng không? Đấy, 8 nghiệm. Ừ. Đấy, tổng tổng sẽ bằng 8 nghiệm. Ừ. Ừ. Đấy, tổng đấy sẽ bằng 8 nghiệm. Ừ. 8 nghiệm cho nên là C thế nhỉ? Đấy, C. Ừ. Đấy, các em chuyển.
chỉ tuyệt đối. Tổng tổng của max cộng min là bằng 11. Đấy, thế thì kem đạo hàm F nhỉ, đạo hàm F. Đấy, thì đấy, sẽ có đấy, F phẩy sẽ bằng 6x bình trừ 6x. Đấy, bằng 0 sẽ tương đương với cả đấy, x bằng 0 với x bằng 1 đúng không? Thì kem có bảng biến thiên cho F này. F phẩy. Đề bài bảo là xét trên đoạn âm 1, âm 1, 2. Đấy, thế thì âm 1 đây. 0 đây. 1 đây. 2. Đấy, bằng 0 này. Trong thì trong trái ngoài cùng. Đấy, thế thì âm 1. Đấy, âm 1 thì khi x bằng âm 1. Âm 1 thì f sẽ bằng âm 5 m trừ 1 đúng không? Âm 1 m trừ 1. Ở đây sẽ là m trừ 1. Bằng 0 thì m cộng 4. M trừ 1 viết thấp xuống đi. Thấp nữa. Đấy, m trừ 1. Đấy, thế còn đây là m cộng 4. Đấy, đồng biến. Đấy, thế còn khi x bằng 1. 1 thì là m cộng 3. M cộng 3. Đấy, giảm xuống m cộng 3. X bằng 2. 2 thì kia là 16, 16 trừ 12 à? Đúng rồi. 16 trừ 12 thì còn 4 thành m cộng 8. Đấy, m cộng 8. Đấy, các em có bảng biến thiên của F đây. Đấy, thì giờ các em phải chia trường hợp để biện luận. Đấy, chơi trường hợp để biện luận. Đấy, thế thì này, đầu tiên là m bé hơn bằng âm 8 nhá. Đấy, âm 8. Đấy, bé hơn bằng âm 8 đi. Đấy, thì lúc này đấy, lúc này đây sẽ là min thì nhỉ. Đấy, thế còn max sẽ là chỉ tuyệt đối của ở đây đúng không? Đấy, đấy, max sẽ bằng đấy, chỉ tuyệt đối của m trừ 1. Đấy, thế còn min. Đấy, min thì
sẽ bằng chi tuyệt đối của M cộng 8. Thế thì trường hợp này, trường hợp này suy ra là cái tổng này sẽ suy ra 11 sẽ bằng 11 sẽ bằng đây là đổi dấu, phá ngoặc phải đổi dấu thành trừ m cộng 1 này. Đấy, trừ m cộng 1 còn đây thầy, trừ m trừ 8. Trừ m trừ 8. Thế thì trường hợp này là trừ 2m, trừ 2m bằng 18, trừ 2m bằng 18 nên suy ra m là bằng trừ 9 nhỉ, trừ 9 thỏa mãn đúng không? Đấy, trường hợp này, đấy, trường hợp này là đấy, suy ra m, m bằng trừ 9 đúng nhỉ, đấy, m bằng trừ 9, đấy, trường hợp này thỏa mãn. M bằng trừ 9. Đấy, trường hợp tiếp theo. Tiếp theo là từ trừ 8 đến trừ 8 đến trừ 4. Trừ 4. Trừ 4 thì ở đây là 4 này. Đấy, thế còn đây. Trừ 8 đến trừ 4. Đấy, trừ 8 đến trừ 4 thì đấy, từ 0 đến 4 này. Đấy, đây cũng từ 0 đến 4 này. Trừ 4. Đấy. Đấy, trừ 8 đến trừ 4. Đấy, từ trừ 8 đến trừ 4 thì chi tuyệt đối của cái này, đấy, chi tuyệt đối của cái này nó bằng chi tuyệt đối của cái này nhỉ. Đấy, từ 0 đến 4 đây cũng từ 0 đến 4. Trừ 8 trừ 4. Đấy, thế thì xem nào. Đấy, thế thì
đến chia ra 6 đi nhỉ. Đấy, chia ra 6 đi. Đấy, trừ 8 trừ 6. Đấy, trừ 8 trừ 6. Đấy, thì cái này luôn lớn hơn 2, còn cái này nhỏ hơn 2, được chưa? Đấy, như thế thì để còn còn lấy một trong hai cái nó mới rõ ràng nhỉ. Đấy. Đấy, trừ 8 trừ 6 nhá. Trừ 8 này. Đấy, bé hơn m, bé hơn bằng trừ 6 này. Đấy, thế thì trường hợp này, đấy, đây vẫn là max đúng không? Đấy, đấy max thì vẫn bằng trị tuyệt đối của m trừ 1 này. Đấy, thế còn min, đấy, trừ 8 trừ 6, đấy, trừ 8 trừ 6 thì đây là min, được chưa nhỉ? Đấy, tại vì cái này là bé bằng 2, còn cái này là lớn hơn 2, được chưa? Đấy. Đấy, min. Đấy, min sẽ phải bằng m cộng 8. Đấy, trường hợp này. Đấy, trường hợp này thì sẽ suy ra 11 sẽ bằng. Đấy, phá trị tuyệt đối cái này. Là trừ m cộng 1. Đấy, cái này thì là m cộng 8. Đấy, cộng m cộng 8. Thế thì cái này loại đúng không nhỉ? Đấy, cái này loại đúng không? Đấy, loại. Đấy, trường hợp này loại nhá. Đấy, tại vì vô lý đúng không nhỉ? Đấy, trường hợp này vô lý. Đấy, vô lý. Đấy, hoặc là ghi vô lý ở trên này. Đấy. Đấy, vô lý. Đấy. Vô lý. Đấy, các em chuyển trường hợp tiếp theo. Đấy, bây giờ mới đến từ trừ 6 đến trừ 4, được chưa nhỉ? Đấy. Trừ 6 bé hơn m, bé hơn bằng trừ 4 này. Đấy thì lúc này min nó lại là m cộng 4, được chưa nhỉ? Đấy. Đấy, nó không còn là m cộng 8 nữa. Đấy, thế thì max. Max vẫn là trị tuyệt đối của đây đúng không? Đấy. Đấy, thế còn là min. Đấy, min thì sẽ bằng trị tuyệt đối của m cộng 4. Đấy. Thì ở trường hợp này sẽ suy ra. À, 11. Đấy, 11 sẽ bằng. Và đây sẽ là trừ m cộng 1. Đấy, cộng với đây thì đổi dấu nhỉ, yeah, đây âm cũng đổi dấu, trừ m trừ 4. Đấy, thế thì sẽ ra trừ 2m, trừ 2m bằng 14 đúng không? Đấy, đây là trừ trừ 3 chuyển sang đây là thành 14, trừ 2m bằng 14, thế thì m bằng trừ 7 đúng không nhỉ? M trừ 7 thì đối chiếu với cái trường hợp này thì là loại đúng không? Loại. Đấy, tương đương. Đấy, M bằng trừ 7. Đấy, trừ 7 loại. Đấy, loại. Loại.
Đấy. Đấy, đến trừ 4 rồi này. Đấy, giờ sẽ xét tiếp từ trừ 4 đến đến trừ 3 đấy nhỉ. Ừ, trừ 4 đến trừ 3. Trừ 4 bé hơn m bé bằng trừ 3. Đấy thì trừ 4 đấy, trừ 4 đến trừ 3 thì giữa đây và đây, đây là 4 đến 5 này, trừ 4 trừ 3 đây cũng là 4 đến 5, được chưa nhỉ? Đấy, thế thì lại phải chia nhỏ nữa. Trừ 4 đến đến trừ 3,5 à. Trừ 4 đến trừ 3,5. Rồi. Lại phải chia nhỏ các em nhé. Đấy, trừ 4 đến trừ 3,5. Đấy, thì cái này luôn lớn hơn 4,5 này. Được chưa nhỉ? Đấy, còn đây thì luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng 3,5. Được chưa? Đấy. Ừ. Ba phẩy năm, đây là 4,5 là min. Trừ 4 trừ 3,5 đúng rồi, 4,5 nhỉ. Đấy, ở đây là trừ 4 đến trừ 3,5 thì đây là min là 4,5, được chưa? Chỉ tuyệt đối. Đấy, thế còn đây mắc, đấy, mắc mới là 4 4,5, được chưa nhỉ? Ừ. Thế thì trừ 4 ở đến 3,5 thôi. Ừ. 3,5. Đấy. Ừ. Đấy. Ừ, thế thì đây chỉ tuyệt đối của đây vẫn là mắc, được chưa nhỉ? Đấy, đây vẫn là mắc. Ừ. Trừ 3,5. Thế còn ở đây trừ 4 đến trừ 3,5. Rồi. Đấy, mắc là chỉ tuyệt đối của đây này. Ừ. Đấy, lớn hơn đây, được chưa? Đấy, lớn hơn đây. Đấy, thì ở trường hợp này mắc là sẽ bằng m trừ 1. Ừ. Đấy, thế còn min. Đấy, trừ 4 đến trừ 3,5. Đấy, trừ 4 đến trừ 3,5 thì min đây, được chưa? Đấy, min đây. Ừ. Min min là trên này. Thế là vẫn vẫn trùng trường hợp này. Ừ. Đấy, min min sẽ bằng m cộng 4. À, bỏ chị được rồi.
Đấy, bỏ trị. Tại vì m cộng 4 dương, được chưa nhỉ? Ừ. Đấy, thế thì với trường hợp này sẽ suy ra 11 sẽ bằng m trừ 1 này trừ m cộng 1. Đấy, phải đổi dấu đây đúng không? Đấy, thế còn đây thì cộng m cộng 4. Đấy. Cộng m cộng 4. Đấy, trường hợp này vô lý, được chưa nhỉ? Đấy, trường hợp này vô lý. Đấy, 5 bằng 11 vô lý. Đấy, vô lý. Đấy, vô lý. Đấy, chuyển trường hợp tiếp theo. Ừ. Đấy, sẽ từ trừ 3,5 đến trừ 3. Trừ 3,5 đến trừ 3. Hay là lớn hơn trừ 3,5. Đấy. Tôi cứ chia nhỏ nhá, tại vì nó còn ảnh hưởng đến dấu cái này đúng không? Ừ, dấu của cái này. Đấy, trừ 3,5 đến trừ 3. Đấy, trừ 3,5. Ừ. Đấy, thì trường hợp này thì trừ 3,5 đến trừ 3 thì đây là từ từ 4 đến 4,5. Đấy, 4 đến 4,5. Thế còn đây, đây thì từ 4,5 đến 5 đúng không? Cái này lớn hơn đúng không? Ừ. Đúng rồi, cái này lớn hơn, được chưa nhỉ? Đấy, thì lúc này max sẽ là, đấy, max sẽ là m cộng 8. Ừ. M cộng 8. Đấy, thế còn min, min thì đây, được chưa? Đấy, min lúc này sẽ chuyển chuyển thành m cộng 3. Đấy. Min sẽ bằng m cộng 3. Ừ. Thì ở trường hợp này sẽ suy ra cái 11 sẽ bằng cái này giữ nguyên này. Đấy, thế còn đây thì phải đổi dấu thành trừ m cộng 3 này. Ừ. Đấy, thì à, đây đây còn sót chưa đổi dấu này. Ừ. Đấy, thế thì bằng 5 đúng không? Đấy, bằng 5. Cái này lại vô lý đúng không nhỉ? Đấy, vô lý. Đấy, vô lý. Ừ. Ừ, vô lý. Đấy, thì bây giờ trường cuối cùng m lớn hơn trừ 3, được chưa nhỉ? Đấy, m lớn hơn trừ 3. Ừ. M lớn hơn trừ 3. Lớn hơn trừ 3. Lớn hơn trừ 3 lại còn liên quan đến cái này nữa. Thế thì lại phải chia tiếp rồi. Trừ 3 đến trừ 2. Trừ 3 đến trừ
trừ 3 đến trừ 3 đến trừ 3 đến trừ 1,5. Tại vì trừ 1,5 thì hai cái này nó trị tuyệt đối nó bằng nhau. À không. Trừ 3. Trừ 3 đến trừ 1. Trừ 1. Trừ 1 thì hai cái này phải bằng nhau, được chưa nhỉ? Đấy, trừ 1 thì cái này bằng 2, còn cái này cũng trị tuyệt đối cũng bằng 2 này. Đấy, trừ 3 đến trừ 1. Trừ 3 đến trừ 1. Rồi. Đấy, thì bây giờ lại phải chia nhỏ nữa nhá. Đấy, trừ 3 đến trừ 1 nhá. Đấy, trừ 3 này. Trừ 1 này. Đấy. Đấy, thế thì max. Đấy, trừ 3 đến trừ 1. Đấy, trừ 3 đến trừ 1 thì max vẫn là đây đúng không? Đấy, vẫn là m cộng 8. Đấy, min. Đấy. Đấy, trừ 3 đến trừ 1 thì là min là trị tuyệt đối. Min là cái này, được chưa nhỉ? Đấy, tại vì cái này nó lớn hơn 2, được chưa? Đấy, còn cái này bé hơn bằng 2. Trừ 3 trừ 1. Đấy, min sẽ bằng m cộng 3. Đấy, thế thì đấy, sẽ suy ra 11 sẽ bằng m cộng 8 này cộng m cộng 3 cái này thì m bằng 0 rồi, loại rồi đúng không? Đấy, m bằng 0. Đấy, loại. Đấy, loại. Đấy, giờ lớn hơn trừ 1 này. Đấy, lớn hơn trừ 1. Lớn hơn trừ 1. Lớn hơn trừ 1 mà trừ 1 lớn hơn trừ 1 thì cái này lớn hơn 2 đúng không? Lớn hơn trừ 1. Đấy, lớn hơn trừ 1 thì cái này là min bằng 2 đúng nhỉ? Đấy, cái này min bằng 2. Đấy, còn cái này đấy, từ trừ 1 cái này nhỏ hơn, được chưa nhỉ? Đấy, m trừ 1 nhỏ hơn đúng không? Đấy, nhỏ hơn cái này. Đấy, cái này đấy, tăng đấy, lên đến 1. Đấy, cái này luôn nhỏ hơn, được chưa nhỉ? Đấy, m trừ 1 luôn nhỏ hơn.
Đây là trường hợp cuối cùng rồi. Đây nha. Đấy, trường hợp cuối cùng. Đấy, trừ 1. Đấy, bé hơn m. Đấy thì đấy, max thì vẫn là m cộng 8 này. Đấy, min. Đấy, min. Đấy, min thì bằng m trừ 1, được chưa nhỉ? Đấy, min bằng m trừ 1. Thì ở trường hợp này, đấy, 11 sẽ bằng m cộng 8 cộng m trừ 1. Thì sẽ tương đương với bảy. Đấy, còn 4 đúng nhỉ? Đấy, m bằng 2 thì nhỉ? Đấy, m bằng 2. M bằng 2. Rồi. Đấy, thế thì chỉ có m bằng 2 đây và m bằng âm 9, được chưa nhỉ? Đấy, âm 9. Đấy, chỉ có hai giá trị. Đấy, hai giá trị. Đấy, thế thì tổng thì sẽ là âm 7, thế nhỉ? Thế thì sẽ suy ra A, thế nhỉ? Đấy, suy ra A. Đấy. Thế là cái câu 50 này các em đã phải chia khá là nhiều trường hợp, thế nhỉ? Đấy, làm nó hơi mất thời gian. Thì hôm nay các em tạm dừng ở câu 50 này. Ở hôm sau các em làm tiếp nhé. Chào các em.